Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây nha. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha, nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe bên gia đình và thân yêu các bác nha. Đó, thì hôm nay em lại quay trở lại giới thiệu cho các bác một số mặt hàng bên em. Đó, thì bên nay bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mặt hàng mới. Đó, bên shop về con dao chặt là dòng 1 cân, hàng cực kỳ chất lượng và giá đợt này về cho các bác giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, và rất là nhiều mã hàng mới nữa. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm dây vòi xịt vệ sinh cao cấp các bác nhá. Đó, dòng này bên shop lại về số lượng cho bác luôn đấy hả. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá, bán rất là nhiều rồi, và nay bên shop lại tiếp tục cập bến giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một bộ dây vòi xịt vệ sinh cao cấp như này bao gồm cho bác là một dây này, một vòi xịt với cơ chế là hoạt động là tự ngắt này đấy, dây dài khoảng 1 mét này. Đấy, dây dài khoảng 1 mét. Đấy, dây dài khoảng 1 mét đến 1 mét 2. Và cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt này, có giá đỡ kèm ốc ác cho các bác đầy đủ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh, giá chỉ có 100.000 thôi. Giá bên shop gửi tới anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Dây vòi xịt vệ sinh này, đó. Dây vòi này. Dây vòi vệ sinh này, đó. Dây vòi vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Lên cho em là dây vòi vệ sinh nhá, dây vòi vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k. Đầy đủ cho các bác luôn. Dây dài 1m2, dây là thuộc dạng dây chống rối nhá. Dây dài 1m2 chống rối, có đầu vòi xịt, có giá đỡ luôn. Hàng của thương hiệu Osaka Japan này. Đấy, Osaka Japan có nhá. Đây. Đấy. Hàng thương hiệu Osaka Japan bên shop đang gửi tới các bác 100.000 nhá. 100.000 cho một bộ dây vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Hàng inox 304 không gỉ nhá. Đấy. Hàng inox 304 không gì, giá shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em các bác mua hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo cũng như là liên hệ trực tiếp nhé. Đó. Giá của nó sẽ là 100k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con dao chặt các bác nhá. Đó, dao chặt 1 cân. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy. Lên cho em là dao chặt 1 cân. Con này thì hôm nay bên shop về số lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy, hàng về số lượng cho bác luôn. Giá cũng cực kỳ là tốt nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Dao chặt 1 cân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Qua lên cho em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân. Đấy, dao chặt 1 cân này. Đấy. Dao chặt 1 kg. Đó, 1 kg. Con này thì đợt này hàng về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Hôm trước bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000. Đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, giá của nó là 260k này, đợt này về cho bác giá chỉ còn 240k nhá, 240k. Đó, 240k, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá, giá của nó sẽ là 240.000 cho con này. 240.000 cho con này này. Đấy, hàng made in Japan các nhá, made in Japan đây. Đấy, thép không gỉ anh em các bác nhá. Chặt 1 cân. Phần sống này của nó thì nó dày vào khoảng là 5 ly nhá, dày khoảng 5 ly. Có đầu treo như này nhá, có đầu treo như này. Đó. Hàng nói chung là chất lượng cho bác luôn. Đấy, liền thân nhá, chốt 3 đinh đồng như này. Đó, nói chung là hàng này thì quá chất lượng rồi. 1 cân, cầm chặt chiếc cực kỳ là đầm tay luôn, chặt rất đầm tay luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là bao nhiêu ạ? Đó, 240k và bao ship nhá. 240k và bao ship cho cái mã dao chặt 1 cân như này. Đó, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là V46 đây. Đấy. Hàng nó sẽ nguyên siêu nguyên kiện trong hộp này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Bộ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 160k nhá. 160k. Đấy, đợt này cũng về cho anh em các bác giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho cái bộ V46 như này này. Các bác lên cho em là V46, giá của nó chỉ có 140.000 thôi. Đấy, một cái bộ sửa chữa bao gồm cho các bác là khoảng trên 40 chi tiết như này. Khoảng trên 40 chi tiết như này. Nó sẽ có cho các bác là tất cả các cái đầu vít đây. Đấy, tất cả các đầu vít này. Đấy, bao gồm tất cả cho anh em các bác là tất cả các đầu vít này. Đầu vít, đầu hoa thị, đầu lục giác này. Đó. Và nó sẽ có cả là khẩu thì bao gồm cho các bác là khẩu 1/4 này. Nó sẽ là từ 4 đến 14 này, từ 4-14 này. Một tay vít và một tay công này, một tay vít và một tay công. Đó. Đầy đủ sản phẩm như này nhá. Đấy. Khẩu thì các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy, khẩu các bác có thể lắp trực tiếp ở đây cho em này để mình sử dụng này. Đấy. Đấy, khẩu to nhất của nó sẽ là từ 4 đến 14 nhá. Đấy. Có tay xoáy nhanh, tay nối dài, các kiểu con là điều luôn. Đó. Hoặc các bác có thể dùng tay nối dài này để các bác lắp cái con khẩu này vào này. Đấy, ok chưa? Đây, tay nối dài này, các bác lắp khẩu này vào này. Đấy, rất ok anh em nhé, rất ok luôn.
giá cực kỳ tốt anh em nhé, giá cực tốt cho bác luôn. Một cái bộ sửa chữa lặt vặt như này mà giá chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140.000 thôi ạ. Các bác đi đâu mà mua được? Bây giờ các bác mua một cái tô vít bình thường thôi nhá, mua một cái tô vít bình thường thôi, giá của nó cũng đã mất đi là vài chục rồi, vài chục nghìn rồi. Thế mà đây mua cả một cái bộ khẩu như này, giá gửi tới cho các bác chỉ có bao nhiêu? Đó, giá gửi tới cho các bác chỉ có là 140k nhá, 140k. Quá rẻ luôn anh em các bác nhé. Bộ này các bác mua cái giá này là giá quá là hời luôn, giá quá hời luôn. Tay xoáy nhanh, tay nối dài, tay công, tay ngang, các kiểu con này điệu luôn. Đây. Đấy, một cái bộ đầy đủ chi tiết như này. Đầy đủ chi tiết như này mà bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em là V46 nhá. V46 giá chỉ có 140k thôi. Đầu khẩu của nó sẽ là từ 4 đến 14 nhá. Đó, 140.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là dao sói đây. Đấy. Lên cho em là dao sói này. Phích trắng đây rồi. Lên cho em là dao sói nhá. Đó. Phích trắng này là cái phích mua của dạng đông, nó có lõi đây, như dòng này dòng 3 lít sao đây, 3 hay 4 lít gì đấy. Nói chung là nó không có lõi đâu nhá, về thay lõi, về mua lõi lắp vào nhá. Đây nhìn đây. Tiếp theo em lên cho bác đó là bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là dao sói nhá. Đó. Lên cho em là dao sói các bác nhá. Đó, dao sói đây. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 con dao, một cái kéo và một cái nạo nhá. Đấy. Bên ngoài các bác lưu ý là bên ngoài nó có hình con sói đây này, nó có hình con sói đây này. Đó, tức là nó rất là sắc bén nhá. Rất sắc bén cho nên bên em gọi nó là dao sói nhá. Dao sói nhá, dao sói nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một bộ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ dao sói như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao sói, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đây. Đưa cho anh tờ giấy nè. Đấy. Đây rồi. Hàng rất sắc bén cho bác luôn nhá. Đây các bác này. Đó, rất sắc bén luôn các bác nhá. Đó, con nào cũng sắc hết các bác nhá. Đây. Sẽ có cho bác bao gồm là 4 con dao các bác nhá. 4 con dao như này, 4 con dao như này. Hàng này thì chuyên để thái thôi các bác nhá. Hàng này các bác chuyên để thái cho em. Đấy, chuyên để thái thôi các bác nhá. Đấy. 3 tức là có cho các bác là đi 4 con dao này, 4 con dao, một kéo và một cái nạo này. Đấy. Kéo cũng rất là sắc luôn. Đây các bác này. Đấy, kéo rất sắc luôn các bác nhá. Đó. Kéo này thì mỏng bình thường thôi, không có dày lắm đâu. Đây. Có cả khui bia luôn. Đây. Đấy, và có cho bác cái nạo này. Bây giờ các bác ra chợ mua cái nạo bình thường thì cũng đã phải mất 20-30.000 rồi. 20-30.000 rồi các bác nhá. Đó, đây. Dao thì con nào cũng sắc như con nào hết. Đây, nhưng mà nó chỉ mỗi tội là nó mỏng thôi các bác nhá. Đấy, mỗi tội nó mỏng thôi. Ok chưa? Đó. Dao mỗi tội nó mỏng thôi các bác nhá. Đó, còn con nào cũng sắc hết. Đấy, con nào cũng sắc các bác nhá. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết nhá. Đấy. Hàng của nó thì hàng của nó thuộc cái dạng là hàng vân chống dính nhá, hàng vân chống dính luôn. Đấy. Thép sơn tĩnh điện này không gỉ này, cán bằng nhựa nhá, cán bằng nhựa cho bác luôn, nói chung cũng rất chắc chắn nhá. Đấy. Một bộ này bao gồm cho các bác là 4 con dao. 4 con dao như này mua về dùng dần. Đấy, cộng với một kéo một nạo này giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là dao sói nhá. Đấy. Lên đúng tên cho em. Đó. Lên cho em là dao sói, giá của nó sẽ là 100k các nhá. 100.000 cho cái bộ dao sói này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. 100k lên mã theo là dao sói nhá. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Đây. Được. Tốt nhất là cứ bỏ vào túi bóng ấy. Đấy. Lên theo là dao sói, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con ép tỏi các bác nhá. Ép tỏi. Hàng của thương hiệu Winling các nhá, hàng của thương hiệu Winling. Đấy, con này thì bên shop đang bán cho bác cái giá là 110.000 nhá. 110.000. Đấy, nhưng mà riêng ngày hôm nay nhá, gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây đang bán bao nhiêu nhỉ? 110.000 các bác nhá, 110.000 cho con ép tỏi này nhá. Đó, ok cho các bác, hàng của thương hiệu Winling này. Đấy. Con này thì cực kỳ là chất lượng rồi các bác này. Các bác dùng để cho tỏi, cho hành cái thứ vào đây này. Đấy, ép này. Rất là ngon luôn nhá, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 110k. Riêng hôm nay gửi cho bác giá chỉ còn 100k cho con ép tỏi này thôi. 100.000 các bác nhá. Lên cho em là ép tỏi hàng của thương hiệu Winling nhá. Giá chỉ còn 100k cho bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn nhá. Ok chưa? Đấy, lên cho em là ép tỏi nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000. Ok chưa các bác? Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một lô cái đèn gọi là
con này gọi nó là cái đèn kim nhá, các bác lên cho em là đèn kim. Đấy, giá của nó thì con đèn kim bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn kim nhá, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con đèn kim như này các bác này. Đó, 80k cho một chiếc đèn kim như này. Đấy, các bác lên cho đèn kim, giá của nó sẽ là 80k. Đây. Đấy, thì đây các bác này. Đấy. Về các bác lắp cho em cái bốn cái quả pin con thỏ loại to vào nhá, pin con thỏ lại to, pin đồng hồ lại to ấy. Đó. Và con này nó sẽ đảo màu liên tục cho bác luôn, đảo màu liên tục luôn, rất đẹp các bác nhá. Đó. Nó sẽ thay đổi màu sắc liên tục luôn, rất đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn kim như này nha. Đấy các bác để này, để trang trí trong phòng ngủ phòng khách này, rất đẹp luôn. Vừa làm đèn ngủ được luôn, rất đẹp nhá. Con này nó sử dụng pin con thỏ nhá. Bên em bán 80.000 chưa kèm pin nhá, không có pin đâu nhá. Đấy về các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, bán 80k chưa kèm pin, nó có công tắc đóng ngắt ở đây. Đấy có công tắc đóng ngắt ở đây nhá. Đấy. 80k nhá. Đấy bên em bán 80k là không có pin nhá. Không có pin nhá. Đấy, lưu ý các bác luôn. Đó. Lên trên là đèn kim 80.000 không có pin các bác nhá. Đấy, rất đẹp con này. Rất tuyệt vời luôn. 80k nhá, không có pin các bác nhá, không có pin nhá. Đó, rất chất lượng cho anh em các bác luôn. Đây là không có pin nhá. Ok chưa? Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là liếc mài dao kim cương các bác nhá. Liếc mài dao kim cương đây. Con này chuyên để dùng để mài dao. Mài dao mài kéo cực kỳ sắc bén cho bác luôn. Đó. Đây, Japan đây các bác này. Các bác lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá, liếc mài dao kim cương. Con này thì vô cùng là sắc bén luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đó, hàng của Japan của Nhật đây. Đấy, liếc kim cương. Đó. Giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là liếc kim cương nhá, liếc kim cương. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Hàng nội địa của Nhật thì con này toàn chữ Nhật lòng hoàng hết. Con này các bác dùng là mài liềm này, mài dao này, mài kéo này đều ok hết nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Đấy các bác lưu ý đây, nó hướng dẫn cách mài các bác này. Đấy, hướng dẫn cách mài cho các bác đây. Đó, mài liềm, mài dao, mài kéo nhá. Đây. Đấy, rất ok luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em liếc mài dao kim cương nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 30 cm nhá, gần 30 cm. Liếc mài dao kim cương 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó cái này gọi là cái thanh cọ lưng các nhá. Đấy, thanh cọ lưng. Đấy, con này dài khoảng là 37 cm, tổng thể chiều dài là 37 cm. Các bác dùng để tắm kỳ cọ này, cắm kỳ cọ hoặc là mình có thể là vòng về đằng sau nhá, vòng về đằng sau lưng được để kỳ lưng. Rất là tiện con này. Đây, các bác có thể cầm ngược tay như này vòng về sau lưng nhá. Bên theo là thanh cọ lưng. Con này thì rất là êm luôn, êm mượt, kỳ cọ cực kỳ sạch luôn. Đó. Bên theo là thanh cọ lưng, giá của nó sẽ là thanh cọ lưng. Giá của nó sẽ là một thanh cọ lưng như này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái thanh cọ lưng như này. Đó, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 50.000 kêu nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dài 37 cm, 50.000 nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cọ lưng. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, 50k cho cái thanh cọ lưng như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con kéo tỉa các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo 30 nhá. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Made in Japan các bác nhá. Đây. Đấy. Made in Japan các bác này. Đó. Đây. Hàng made in Japan cho bác luôn nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tỉa 30 các bác nhá. Đấy, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Cắt thì cực kỳ sắc bén luôn. Con này các bác dùng để tỉa lông chó này hoặc là cắt cây cối rồi tỉa cành này, nói chung là rất là ok luôn nhá. Lên cho em là kéo tỉa 30 nhá, kéo tỉa 30. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Đấy, bao nhiêu con kéo tỉa này nhỉ? Lên cho em là kéo tỉa nhá. Đó, kéo tỉa này. Giá kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho con kéo tỉa 30 nha. Đấy, kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110.000 các nhá. Đó, 110k. Đây, hàng made in Japan các nhá, made in Japan này. Dùng rất là ngon luôn. Lò xo đẩy cực kỳ chắc chắn luôn. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành này, cắt những cành răm, cành to này. Đấy, nhà có vườn cây cối các thứ dùng con này rất là ok luôn, cắt rất là mượt nhá. Kể cả những cái cành to bự, cành bằng ngón tay này nó cũng vẫn cắt được hết nhá. Cành bằng ngón tay này cũng vẫn cắt được hết. Nói chung là con này khỏe lắm. Các bác dùng để làm vườn này, làm vườn làm tượng, nói chung là đa chức năng được luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là kéo tỉa 30 nhá, kéo tỉa 30. Giá của nó sẽ là 110.000.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái con máy hút bụi giường các bác nhé. Các bác lên trên là hút bụi giường. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi giường như này. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 210.000 cho con hút bụi giường này các bác nhé. Đây, con này hút rất khỏe luôn các bác này. Đó, thấy không? Ở đây thì nó sẽ có cái tia UV để nó khử khuẩn luôn các bác nhé. Có tia UV để khử khuẩn luôn. Các bác bật pin lên là có tia UV khử khuẩn luôn nhé. Đấy. Thì ví dụ như là cái giường chiếu bao giờ nó cũng có cái độ bẩn rất là cao. Thì các bác đấy, các bác xoáy ra để các bác hút xong thì các bác xoáy ra để các bác thay cho nhé. Nói chung là nó rất là tiện này. Đấy. Ở đó thì mình sập lẫy vào. Đây. Mình cứ đẩy đi như này. Trên giường các bác cứ đẩy đi như này. Máy chạy rất khỏe các nhá, máy chạy rất khỏe và lực hút rất là tốt luôn. Thì nó vừa là hút bụi này, thứ hai là nó sẽ có cái tia UV này. Đấy. Có cái đèn UV này là nó khử khuẩn luôn, rất là tốt các nhá. Đó. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này về các bác cắm cái phần đít này. Đấy, cắm cái phần đít này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con máy như này nhá. Giá của nó chỉ có một cái như này nhá. Đấy, đây là hút bụi giường nhá, hút bụi giường này. Đó. Hút bụi giường. Giá của nó là 210.000 nhá. 210k cho con hút bụi giường này. 210.000 các bác nhá. 210.000, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, lên trên là hút bụi giường. Giá của nó sẽ là 210.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn xoay các bác này. Các bác lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đấy, về các bác dùng để mình sử dụng trang trí nhá, trang trí chỉ cần cắm điện mà thôi, xoáy đuôi cắm điện và bật công tắc lên là xong. Đây, đây các bác nhá, đó đây, các bác dùng để trang trí này, đây nhá, rất ngon đúng không? Đấy, rất đẹp các bác nhá, đây, đấy, đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá, đây, nó sẽ xoay đảo chiều này các bác này, rất tuyệt vời luôn các bác, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn, đó các bác thấy không? Đấy, rất là ngon các bác nhá, đây, đấy, xoay rồi đảo hướng các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, nó sẽ xoay như này, các bác có thể là lật lên lật xuống tùy theo. Đấy, các bác cứ để trên trần dọi xuống như này thôi. Đấy, hoặc trang trí rất đẹp luôn. Giá thì một cái con này nó có cả công tắc luôn, có cả đuôi cả công tắc luôn nhá. Đấy. Chọn bộ cả đuôi cả công tắc như này nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó chỉ có 55.000 thôi nhá. 55.000 cho một con đèn xoay như này các bác này. Đấy. Lên cho em là đèn xoay nhá. Đó, đèn xoay. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con đèn xoay này. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc đây. Đấy. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy. Một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá. Đấy. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Cái này các bác dùng để bôi vào các khớp bối này. Đấy, bắp tay bắp chân này. Đấy, ok chưa? Dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, các bác tập thể dục thể thao mà bị va chạm này, các bác nhiều tuổi rồi, bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng này. Đấy, ok chưa? Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con lăn này cho các bác massage này. Đấy, các bác massage này. Đấy, chỗ nào đau nhức thì các bác massage vào cho em. Sau đó thì các bác dùng cái này cho em. Đó, đây. Đấy, của nó là nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Kem trắng. Đây, các bác bôi ra. Sau đó thì các bác ấn như này. Sau đó thì các bác sẽ bôi lên các cái khu vực mà mình bị đây, đấy, kem trắng này các bác nhá. Đấy. Chỗ nào các bác bị đau nhức mỏi các bác bôi lên cho em. Ok chưa? Đó, đánh tan mọi cái đau nhức mỏi cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác với một cái lọ dầu nóng như này nhá. Giá của nó chỉ có 40k thôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hàng chính hãng cho bác luôn, có tem chống hàng giả, hàng giếc đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Mã tem mã vạch đàng hoàng. Lên theo là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k. Đó, rồi ok. Chất lượng cho bác xem luôn. Đây. Đấy. Người em 70 cân thì em đứng lên cho bác xem. Đấy, đứng lên nhá. Rất thoải mái luôn các bác nhá. Đây. Để anh cuốn luôn đi em. Rất thoải mái luôn anh em. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Hàng rất chất lượng cho bác nhá. Khung xương cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, một con thùng đồ nghề rất chất lượng như này. Đấy, đeo theo. Đó. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đây các bác này. Hàng của thương hiệu Matador này, Made in Germany với nhá. Đấy, Made in Germany. Đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn, rất nặng nha. Con này nó vào khoảng là từ
3 đến 4 kg nhá, 3 đến 4 cân rất mạnh luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20 x 42. Đấy, của nó sẽ là dài là 42, cao 20 và rộng 20 các nhá. Đấy, cao 20, rộng 20. Ngăn dưới này của nó sẽ là 10 phân này, 10 phân rộng 20 này. Còn các ngăn trên này của nó thì cứ là 5 phân, 10 phân nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho bác là một ngăn to và bốn ngăn nhỏ như này. Đấy. Các bác cần rất là tiện này, kéo ra này các bác chỉ cần như này là kéo ra. Đấy, rất tiện luôn. Đó. Giá thì cái thùng đồ nghề này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480.000 nhá. 480.000 cho con thùng đồ nghề này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì con này kích thước của nó sẽ là 40 42 này. Đấy, 42 x 20 x 20 giá là 480k nhá. 480k và không bao ship nhá. Nếu bác nào lấy thêm cái gì thì bên em sẽ tính cho các bác là 480. Còn lại nếu mà các bác lấy nguyên cái này thì cộng cho em thêm 20.000 ship nữa vào 500 tròn nhá. Đó, 500 thì bên em sẽ bao ship, còn 480 thì mua thêm những cái gì đó là ok. Đấy. Hàng rất dày dặn chắc chắn cho bác luôn, lên cho là thùng đồ nghề đây, made in Germany mà này. Đó. Giá thì gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp. Con này thì bên shop đang bán là 250. Đấy, 250. Đây hàng của thương hiệu Unica này, Unica Japan nhá. Con này thì hàng thì rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì bên shop đang bán cho các bác là 250. Hôm nay về cho bác giá còn là 230k nhá. 230k. Có lên mã cho em là bộ mũi khoan tháp nhá. Bộ mũi khoan tháp 230k cho bộ mũi khoan tháp này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi các bác nhá. Đấy, 5 mũi tất cả. To nhỏ lớn bé mẹ con. Và cái mũi to nhất này thì của nó sẽ là được khoảng là 3 phân nhá, 3 phân. Còn lại là nó sẽ có các cái mũi nhỏ như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan, đựng trong hộp nhôm cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đựng trong một cái hộp nhôm rất chất lượng như này các bác này. Đó, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì chỉ có 230.000 thôi nhá. 230.000 cho cái bộ mũi khoan này. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Đó, Unica Japan. Đấy, rất chất lượng luôn, 230k nhá. 230k cho cái bộ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con ống nhòm đây. Các bác lên mã cho em là ống nhòm nhá. Ống nhòm này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái siêu phẩm ống nhòm như này. Hàng của thương hiệu Balineo của Mỹ nhá. Đấy, đầy đủ sản phẩm trọn bộ cho bác luôn. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ ống nhòm như này nhá. Đây, hàng của thương hiệu Balineo này. Kích thước của nó sẽ là 20 x 50 nhá, 20 x 50 và 168m/1000m các bác này. Đấy, 20 x 50, 168m/1000m đây. Đấy, kích thước của nó đây. Đây. Đấy, đầu ống của nó đây. Đấy, con này về thì các bác sẽ nhòm là 2 ống vào 1 nhá, 2 ống vào 1. Rất là ngon luôn. Thì điều chỉnh tiêu cự ở đây này. Đấy, bác nào có chuyên môn về ống nhòm thì các bác cứ bình luận cho em tí. Đây. Đấy, các cái những cái tiêu cự như này, kích thước như này là như nào thì các bác bình luận cho em tí để em biết được, về sau em giới thiệu cho khách nhé. Đó, tại vì cái ống nhòm này thì em cũng không phải là chuyên môn. Đấy, cho nên là em cũng không nắm được lắm. Đó, có quai đeo, quai sách, các thứ hẳn hoi cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất tốt cho bác luôn. Bao nhiêu nhỉ thưa nhỉ? Ừ. Các bác lên cho em là ống nhòm nhá. Ống nhòm, giá của nó sẽ là 320.000 nhá. Đấy, ống nhòm 320k cho cái ống nhòm như này, bao ship cho bác luôn, 320.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác đó là cái đồng hồ bật lửa các bác nhé. Đồng hồ bật lửa về cái này thì các bác phải tự bơm ga vào cho em nhé. Đó, cái này nó chỉ là cái đồng hồ thôi, nó chưa có, nó là cả đồng hồ bật lửa nhưng nó chưa có ga, về các bác phải tự bơm ga vào cho em. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nhé. Đây, đấy, một con đồng hồ bật lửa này, màu vàng rất đẹp này. Đó, màu vàng rất đẹp luôn. Đây, bật phát này lên này. Đó, hàng đựng trong hộp cực kỳ chất lượng xịn sò như này, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa, về các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đấy, tự bơm ga, tự bơm ga. Giá con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110k cho cái đồng hồ bật lửa như này, giá chỉ có 110.000 thôi nhá. 110.000, giá rất tốt cho bác luôn. Con này bình thường trước em đang bán là 180-200 đấy. Đấy, về các bác chỉ cần là ấn cái lẫy này vào là đồng hồ nó sẽ chạy thôi, rất đơn giản nhá. Lên cho em là đồng hồ bật lửa, giá bên shop đang gửi tới bác giá là 110.000 cho con đồng hồ bật lửa này, 110 cao nhá. Đấy, về các bác tự bơm ra cho em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
Bàn trải điện nhé, các bác lên trên là bàn trải điện, giá là 80.000. Bàn trải điện này, đó bàn trải điện, giá của nó sẽ là 80k cho con bàn trải điện này nhé, 80k thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Một con bàn trải điện như này các bác này, dùng rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong công việc vệ sinh răng lợi nhé. Ở đây nó sẽ tặng kèm các bác 4 cái đầu bàn trải luôn, có cho bác tới 4 cái đầu bàn trải luôn nhé. Đấy, tính ra các bác mua một cái đầu bàn trải này mất 20.000, như vậy là các bác không mất tiền mua máy đâu. Đấy, coi như chỉ tính là mất tiền mua bàn trải thôi. 4 cái bàn trải như này đã mất cho các bác là đi 80.000 rồi. Đấy, nó sẽ có các chế độ là làm sạch, làm trắng, rồi chống đau, lợi, viêm, lợi các kiểu luôn nhé. Đây, có 5 chế độ cho bác luôn. Về các bác chỉ cần giữ lì cái phím này nó sẽ tự bật tắt cho các bác nhé. Đấy, tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên phút nhé. Nó rung rất là mạnh các bác nhé. Đó. Rung của nó sẽ là 32.000 lần trên phút. Đấy. Tần suất rung rất mạnh luôn, 32.000 lần trên phút các bác nhé. Đấy. Thoải mái các bác sử dụng luôn, 32.000 lần trên phút, rung rất mạnh nhé. Đó, các bác dùng thì cực kỳ là sướng luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, lên trên là bàn trải điện. Giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. 80.000 cho một con bàn trải điện này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác đó là cái cân đây. Đấy, con cân này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cân như này nhá. Giá của nó sẽ là một cái cân như này, giá của nó sẽ là 120.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá, lên cho em là cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 120k. Đó, cân sức khỏe này. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 120k nhá. Con này trước đang bán là 150, 180 đấy. Đợt này về cho các bác giá cực tốt luôn, lên cho em là cân sức khỏe. Giá chỉ có 120.000 thôi. Đây. Đây cái này thì các bác chỉ cần là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy, lắp pin vào cho em. Có tặng kèm các bác sẵn pin này rồi. Về các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Lắp pin vào sử dụng thôi. Đấy, một con cân sức khỏe cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, các bác lắp vào là mình sử dụng nhá. Con này nó sẽ cân được tối đa là 180kg nhá. 180kg cho các bác luôn. Đó. Cân thì bằng kính cường lực rất là khỏe nhá. Đấy. Bằng kính cường lực cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, đấy rất là khỏe luôn này. Đấy, nó sẽ có cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ và cân kg luôn. Nhiệt độ bây giờ đang là 19 độ C này. Miền Bắc cũng còn đang tương đối là lạnh nhá, tương đối là lạnh luôn. Đó. Đây, thì em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đây, đấy. Đây các bác này. Xem em hôm nay là bao nhiêu? 69,9 kg nhá. Đó, đợt này có vẻ lên cân đi các bác nhá. 69,75 kg. Đó. Đợt này lại hơi lên cân một chút nhá. Đó. Bình thường em chỉ khoảng 67, 68 thôi. Đó, ok chưa? Đấy, thì nó sẽ nhớ cho các bác tầm mấy giây sau đó nó sẽ tắt nhá. Đấy, thì một con cân sức khỏe này các bác về các bác sử dụng trong gia đình nhà mình rất là ok này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ tốt nhá. Chỉ có 120.000 cái cân sức khỏe này thôi. Các bác mua về để mình theo dõi cân nặng sức khỏe thường xuyên là rất là tốt luôn. Nó cân được tới 180kg nên là các bác cân cứ khoảng một tạ là trên một tạ là thoải mái luôn. Không có lo vấn đề gì nhá. Đó. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên mã giúp em là cân sức khỏe nha các bác nhá. Đấy. Con này bên em bán rất là nhiều rồi, hàng cực kỳ xịn luôn. Đây, cân sức khỏe 120.000. Hàng này nó chả lỗi lầm gì cả, rất là xịn sò con bò luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái con máy trà bếp đây các bác nhá. Đấy, các bác lên trên là máy trà bếp. Con này thì nó cũng rất là tiện dụng, rất là khỏe luôn. Các bác sử dụng để vệ sinh nhà bếp thì biết các thứ rất là ok. Sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một miếng bông này, một cái bông lau này, một cái giá đỡ này và một dây sạc nhá, đầy đủ trọn bộ cho bác luôn. Và đây là cái sản phẩm chính của nó là con thân máy này. Con này nó chạy rất là khỏe nhá. Đấy, các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái phần mình muốn đánh cọ rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Nó chạy rất là khỏe luôn. Sạc pin thì các bác xoáy cái đít này ra cho em. Xoáy cái đít này ra sau đó thì mình sẽ sạc pin vào đây. Đây, đây cái đít của nó này. Đấy các bác sạc pin vào cái đít này cho em nhá. Đó, đây nó có cái giòn này các bác. Đó. Rất là ok luôn. Con này thì dùng rất là tuyệt vời các bác nhá. Dùng rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Qua lên trên là máy trà bếp nhá. Đó. Đây các bác này. Đó, các bác dùng để đánh cọ rửa bàn bếp ga này, thảm này, rồi là nền nhà này, rồi nói chung là tất cả các cái vị trí cần cọ rửa. Đấy, rất ok các bác nhá, rất sạch sẽ luôn. Đấy, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá.
Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái máy chà bếp như này, đang bán là 130.000 nhá, 130.000. Riêng hôm nay thì về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn, 100.000 cho con máy chà bếp như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là máy chà bếp nhá, máy chà bếp. Đấy. Máy chà bếp. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con máy chà bếp này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái sản phẩm, đó là cái gọi là cái con túi thả bồn cầu nhá. Có lên trên là túi thả bồn cầu. Đấy, một túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Một túi này thì các bác sẽ có là 10 viên. Đấy. Lên trên là túi thả bồn cầu, một túi là 10 viên và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho một túi 10 viên như này. Lên trên là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Thì đây, của nó sẽ là thuộc cái dạng viên nhá các bác nhá. Đó. Nó sẽ là một cái dạng viên như này các bác. Dạng viên như này. Đấy, các bác cứ bỏ vào cái bồn cầu cho em, mỗi lần một viên, mỗi tháng một viên nhá. Rất tiết kiệm và rất là sạch sẽ luôn. Con này thì nó tác dụng, các bác lên trên là túi thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, giá của nó sẽ là 30k trên một túi nhá, 30k. Giá cực tốt cho bác luôn, 30k nhá. Tác dụng của nó là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy, diệt khuẩn này. Thứ ba là thơm nhá. Đó, sạch diệt khuẩn và thơm. Đấy, nó rất là thơm. Đấy, mùi thơm bạc hà nữa. Cho nên là vào nhà vệ sinh nó rất là sạch. Giá chỉ có 30k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái sản phẩm, đó là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k một chiếc thôi. Đấy, 10k cho một con bóng đèn 3W như này. Các bác lên trên là bóng đèn 3W, giá của nó sẽ là 10k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 10k cho một chiếc bóng đèn 3W như này thôi. Để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình cực kỳ là tiện dụng luôn, 10k thôi nhá. Lên trên là bóng đèn 3W, 10k. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Các bác lên trên là xịt chống thấm này, đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm bao nhiêu nhỉ? Xịt chống thấm này bao nhiêu? 45. Xịt chống thấm đang gửi cho bác là 45k nhá. Hôm nay thì sẽ về cho bác giá là 40k luôn. Đó, 40k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng xịt các bác nhá, một cái dạng xịt như này và nó sẽ xịt ra cái chất của nó sẽ là cái dạng cao su non nhá. Đây, cao su non như này anh em này. Đấy, anh em lắc đều lên cho em, sau đó thì mình xịt này. Đấy. Nó sẽ ra là thuộc cái dạng là cái hoạt chất của nó sẽ là cái dạng cao su non như này nhá. Cao su non và nó sẽ thẩm thấu vào cái bề mặt, sau đó nó lấp kín các cái phần bị nứt, bị thấm rột đi và nó sẽ thành một cái lớp màng nano nhá. Đó, rất là tốt luôn. Thì đây. Đấy, anh em sẽ có cái video thực tế xem luôn. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá chỉ có 40.000 một chai thôi. 40.000 cho một chai xịt chống thấm này thôi. Đây các bác nhá. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác. Khi xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản, thành phần cấu tạo gồm các phân tử calcinon, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi yêu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đó, ok thì các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 40k cho một lọ xịt chống thấm như này các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 40k thôi. Các bác mua hàng có thể liên hệ. Rồi, ok. Đó là đây, một con nồi chiên rất chất lượng như này các bác này. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Đây. Còn nguyên giấy bóng này các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít các bác nhá. Hàng của Camel. Dung tích 10 lít còn nguyên cái bóng bọc đây anh em các bác này. Đấy, hàng rất đẹp cho anh em luôn. Đó. Để các bác xé cái giấy bóng này ra cho em. Xé cái bóng ra nhá. Ok chưa? Đó. Lên cho em là nồi chiên 10 lít cả vỏ nhá. Đó. Nồi chiên 10 lít cả vỏ. Đây. Nồi chiên này. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá bao nhiêu? Giá thì bên trước, trước em bên trước trước đang bán cho các bác là giá là 800.000 nhá. Đấy, 800k. Đợt này về cho bác giá là 690k nhá, 690k. Giá siêu tốt cho bác luôn, 690.000 cho một cái nồi chiên như này. Đấy, 10 lít cả vỏ nhá, 690.000. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái nấc. Một cái nấc bên này là để các bác chỉnh thời gian. Đấy, một nấc chỉnh thời gian. Và một cái nấc để các bác chỉnh nhiệt độ. Đấy, có hai nấc như vậy thôi. Một nấc chỉnh thời gian và một nấc chỉnh nhiệt độ. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là
một cái khay đây, cái khay này để các bác cho thức ăn vào đây, cho thức ăn vào đây nhá, cho thức ăn vào đây. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này để cho nó dầu mỡ nó chảy xuống dưới này. Đấy. Đây các bác lắp vào cho em này, rất ngon lành luôn nhá, khít khịt luôn, rất là ngon luôn. Đây, dây cắm dưới kia rất là to luôn, đấy, dây cắm dưới rất to luôn các nhá. Đây, hàng của thương hiệu Camel các nhá, Camel của Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là 10 lít các bác nhá, 10 lít. Đây, cái thông số của nó đây này, đấy các nhá, đó. Nó sử dụng là cân nặng của nó là 4 cân này, sử dụng điện 220V này, công suất 1350W này, ok chưa? Đó, đây. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành luôn. Đấy. Thì đây, ở bên trong của nó này, trong này của nó là một cái hệ thống mai so và quạt gió này. Đây. Mai so quạt gió cho các bác luôn nhá. Đấy. Quạt quay rất tít luôn. Thì khi mà cái mai so nó nóng này, sau đó thì quạt gió nó sẽ thổi lên và nó sẽ đẩy cái hơi nóng ra cái phía cái thoát lưới đằng sau này. Đó, một con nồi chiên như này. Giá bên shop đang gửi cho các bác nhá, một nồi chiên không dầu như này. Lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Giá. Đây, nó có các cái mức để các điều chỉnh nha, điều chỉnh đây. Đấy, bao nhiêu nhiệt độ nướng tôm, nướng cá thì để nhiệt độ bao nhiêu nó có hết ở đây rồi. Có một nấc nhiệt độ, một nấc thời gian. Đó, lên theo là một nồi chiên 10 lít cả vỏ nhá. Giá là 690.000 nhá. Đấy, 690k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái một cái bộ dao rất là đẹp luôn. Thì bộ này các bác lên cho em là dao sói nhá. Dao sói, đó. Dao sói, hàng này rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy lên cho em là dao sói nhá. Đây, dao sói. Dao sói giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một cái bộ dao sói như này. Giá chỉ có 100.000 cho bộ dao sói này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, rất hợp lý các bác nhá. Bộ sản phẩm khi bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 con dao luôn. À 4 con dao luôn nhá. Đấy. Bộ này có tới 4 con dao, một kéo và một cái nạo này. Đấy, 4 dao, một kéo, một nạo đây. Đấy. Dao thì rất sắc bén cho các bác nhá. Đây. 4 con dao to nhỏ khác nhau đây, 4 con dao như này các bác này. Đấy. Cán của nó thì bằng nhựa hết thôi nhé, cán của nó bằng nhựa thôi. Dao thì rất là sắc và chống dính cho bác luôn. Dao sắc và chống dính nhá. Đây để em thử test thử xem nào, dọc giấy cho bác xem nhá. Cho nó trực quan sinh động luôn. Đây, đấy, rất sinh động các bác nhá, nó rất sinh động luôn. Ok cho bác nhá. Dao thì nói chung là hàng thì nó rất là sắc nhưng mà nó hơi mỏng một chút thôi. Đấy, nó hơi mỏng một chút. Nói chung tất cả những con này chỉ dùng để thái thôi các bác nhá. Đấy, chỉ dùng để thái là ok này. Bộ này của thái gọt là ok luôn. Bao gồm cho các bác là đi đây, 3-4 con dao tất cả luôn, 4 con dao. Một cái kéo này, một cái kéo cũng rất là sắc luôn, kéo đúc liền thân như này này. Đấy, 4 dao, một kéo và một cái nạo này. Đấy, giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác đi đâu mua được bộ 6 món như này. Bộ 6 món như này giá 100k. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn nhá. Con nào cũng sắc hết nhá. Đây em test cho bác xem này. Đấy. Con nào cũng đều sắc như nước hết các nhá. Đấy, con nào cũng đều sắc như nước hết. Đây. Ok chưa các bác? Đấy, con nào cũng đều sắc như nước hết. Đây. Đấy. Dao này thì nó mỏng nhá, nó mỏng các bác chỉ dùng để thái với lại gọt hoa quả các thứ thôi. Đấy, thái gọt hoa quả hoặc là lọc liếc là ok. Đấy. Đây, các bác này. Đó, thái gọt hoa quả các thứ là ok nhá. Đó, rất sắc luôn. Đây. Bao gồm cho các bác là cả một cái kéo như này. Kéo này có cả phần để các bác khui bia luôn. Đây. Rất sắc các nhá. Đấy. Kéo có cả phần để khui bia luôn các bác nhá. Đây, kéo đây. Đấy. Rất sắc luôn các bác. Đó. Và đây là cái nạo này. Cái nạo này để các bác dùng để mình nạo hoa quả các thứ là rất là ok nhá. Nạo hoa quả rồi nạo khoai tây. Đấy. Một bộ 4 như này, bộ 4 con dao với lại một kéo một kéo một nạo như này nhá. Bộ này giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là dao sói nhá. Lên cho em là dao sói. Giá chỉ có 100.000 cho bộ dao này thôi. Đấy. Dao sói nhá. Đấy, đây. Lên cho em là dao sói này, bộ hoa quả các thứ là ok luôn. Đó. Dao sói. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dao sói này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác đó là cái lọc rác nhá. Đấy, con này thì nó rất là tiện để các bác để lên trên các cái phần của các cái nắp chậu rửa nhá. Đấy, các bác để vào cái chậu rửa là xong, nó sẽ lọt xuống. Cái này nó phù hợp với cái cữ của chậu rửa luôn. Để phát là nó lọt xuống là xong nhá. Đó. Lên cho em là lọc rác nhá. Giá của nó sẽ là 20k các nhá. Đó, lọc rác này. Đó. Lọc rác, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc như này. Đây, 20k cho một chiếc lọc rác như này thôi các nhá. Đấy, nhà bác nào cũng có 1-2 cái chậu rửa đấy thì các bác chỉ cần đặt lên là xong, bỏ nó vào đặt lên là xong nhá. Đó, nó rất là tiện. Đây em sẽ có video cho các bác xem đây các bác này. Đó, rất tiện dụng nhá, các bác chỉ cần là đặt vào cái chậu rửa nhà mình là xong đấy. Có thấy không? Đây đấy, rất sạch sẽ nhá các bác, thấy không? Nó rất tiện dụng luôn, chỉ cần đặt xuống là xong. Đấy, rau cỏ rồi thực phẩm thức ăn cho vào rất ok luôn nhá. Đó,
thì ông rất sạch sẽ luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là mỗi con lọc rác như này, giá chỉ có 20k nhé. Lên cho em là lọc rác nhé, lọc rác giá của nó sẽ là 20k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đó là móc dán tường các nhá, móc dán tường. Con này thì nó độ dán của nó rất là tốt luôn các nhá. Đấy, về các bác dán lên tường. Nhưng mà con này thì em chỉ khuyến khích các bác là dán lên cái bề mặt đá hoa thôi. Đá hoa thì nó sẽ bám dính tốt hơn nhá. Thì các bác có thể là dán ở trong gian bếp nhà mình để mình đeo tập dề hay là một số những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ nhá. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể dán vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet để các bác treo các cái đồ đàn linh tinh, quần áo linh tinh cũng rất là ok luôn. Thì một cái móc dán như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá, 15k cho một cái móc dán tường như này. Đấy, các bác lên cho em là móc dán tường nhá, móc dán tường. Giá của nó sẽ là 15k. Lên cho em là móc dán tường này. Đó. Móc dán tường. Móc dán tường các bác chỉ cần là bóc ra sau đó thì mình dán lên tường là xong nhá. Nó rất là chắc luôn. Lưu ý các bác là nên dán cả mảng như này nhá. Nhiều bác về các bác tiết kiệm là cắt ra làm đôi hoặc cắt ra một cái một thì cái độ bám dính của nó sẽ không tốt đâu. Đấy, cho nên là các bác dán cả mảng cho em nhé. Đấy, giá của nó sẽ là 15k trong cái móc dán tường như này. Nói chung là rất là tiện dụng và sạch sẽ. Các bác dán lên nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc trong phòng bếp nhà mình hoặc dán lên cửa kính các thứ đều là ok. Đấy, chỉ lưu ý các bác là không được cắt ra thôi. Cắt ra thì nó sẽ độ bám dính của nó sẽ không được tốt. Thứ hai là khi các bác dán thì nên dán lên các cái bề mặt là đá hoa là tốt nhất, còn nếu mà là dán lên tường sơn cũng được. Nhưng mà thời gian lâu thì nó sẽ bong. Đấy, hoặc tường sơn thì sơn phải là tốt, sơn xịn thì nó mới bám được lâu các bác nhé. Và bám dính tốt. Lên cho em là móc dán tường, giá của nó sẽ là 15k. Một cái móc này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 này 2 3 4 5 6, 6 cái móc treo như này. Tha hồ các bác sử dụng để mình treo đồ đoàn các thứ linh tinh lên rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là móc dán tường nhá. Giá của nó sẽ là 15k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác cho trong bếp nhà mình nhá. Đấy, mình dán vào. Dán lên cửa này hoặc các cái vị trí này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Đấy, mình treo đồ đoàn lên nhá. Đó. Đây các bác thấy bóc ra dán vào là xong, nó rất là tiện để các bác treo các cái đồ đoàn trong gian bếp nhà mình lên hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, dán lên cửa này, nói chung là các bề mặt được luôn. Đấy, nhưng mà khuyến khích các bác là các cái bề mặt mà nó là bề mặt thủy tinh nhá thì nó sẽ bám dính tốt hơn. Đấy, bề mặt là kính ok. Đấy, giá chỉ có 15.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái sản phẩm đó rất là hit hot, đó là cái dầu gội phủ bạc Lacoste coi nhá. Đó. Hàng này thì 100% của nó là sản phẩm là chiết xuất tự nhiên các nhá. Đấy, tự tin ngay sau 9 phút này. Đấy, các bác chỉ cần là nhuộm sau 9 phút là ok luôn. Đấy, thì của nó dung tích của nó sẽ là 200ml và hàng này của thương hiệu Lacoste, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ như này có tem chống hàng giả, chiếc là hàng quét mã cốt mã vạch đàng hoàng. Lên mã giúp cho em là dầu gội phủ bạc nhá, giá của nó sẽ là 220.000. Đấy, dầu gội phủ bạc này. Dầu gội này. Dầu gội phủ bạc nhá. Đó, phủ bạc. Giá của nó sẽ là 220k cho một hộp như này. 220k cho hộp như này. Một hộp này các bác dùng nó sẽ là được khá là lâu đấy các bác. Đấy. Hộp này thì đấy. Nồi chiên nãy rồi đấy. Xong con gà để ăn rồi. Đây, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ này của nó dung tích là 200ml nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Đây, có đại diện thương hiệu các thứ đàng hoàng, có hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy nhá. Về các bác chỉ cần là con này nó rất là đơn giản nhá. Đấy, nó rất là đơn giản. Về chỉ các bác chỉ cần là lắp cái đầu chổi này vào cho em này, lắp cái đầu chổi này vào này, sau đó thì mình xả cái lẫy này ra này, xả cái lẫy này lên để thế là bắt đầu nó bơm lên là mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn. Và các bác không cần phải pha trộn cái gì cả, nó có tất trong này rồi. Về các bác chỉ cần là cứ này là mình trải lên đầu, trải lên đầu, trải lên đầu, sau đó thì để 10 phút sau là mình gội đi là xong. Đây, đấy, có hướng dẫn sử dụng chi tiết cho bác luôn nhá. Đấy, có số hotline này. Đấy, có đầy đủ các cái thông tin luôn chứ không phải là hàng vớ vẩn thôi nhá. Hàng của hãng rất chất lượng cho bác luôn, hướng dẫn cách gội luôn, được chiết xuất từ các cái hương liệu tự nhiên có nhá, hương liệu tự nhiên. Đấy, bồ kết rồi thảo nhu rồi, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Thì một cái lọ dầu gội phủ bạc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 220.000. 220.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này các bác nhá. Đó, dầu gội phủ bạc. Đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, thương hiệu Lacoste này các bác này. Đó. Thì các bác có thể là sử dụng một cái lọ này nhá, một cái lọ này mà nếu mà sử dụng các bác sử dụng được khá lâu đấy, nó phải từ, nếu mà nam thì từ 5 đến 10 đầu. Đấy, còn nữ thì thấp nhất là cũng phải từ 3 đến 4 đầu nhá, 3 đến 4 đầu. Đấy, nói chung là một lọ này là 220.000. Đấy.
Nam thì khoảng 10 đầu, nữ thì khoảng 5-7 đầu. Đấy, thì 220.000 thì 10 đầu thì tính ra vào có 20.000 một lần gội thôi. 20.000 một lần nhuộm rất rẻ thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái xịt bếp các nhá. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp bao nhiêu ấy tươi? 45k nhá. 45k cho một lọ xịt bếp như này các bác này. 45k cho một lọ xịt bếp như này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 500ml. 500ml các bác về các bác chỉ cần là lắc đều lên cho em sau đó xịt này. Đấy. Các bác xịt này, đấy, nó sẽ có cái bọt này. Nó sẽ có cái bọt trắng như này các bác này. Có cái bọt trắng như này. Đó, về thì các bác chỉ cần là để cái bọt trắng này nó sủi lên trong vòng khoảng là từ 3-5 phút, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok nhá. Đấy. Con này thì nó rất sạch luôn, chuyên dùng trong gian bếp nhà mình là cực kỳ ok luôn. Đấy, em cũng có cái video thực tế cho các bác xem đây. Đây các bác nhá. Đấy, bình ga này rồi tất cả các cái bề mặt chảo này. Các bác cứ xịt vào là nó sủn đi. Đấy, nó tẩy hết sạch cho bác luôn. Đó. Trên bếp này. Đấy. Trên các cái bề mặt bếp ga này rồi cả vành ô tô này. Đấy, đúng hàng chính hãng luôn các bác nhá. Sử dụng rất là hiệu quả luôn. Giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 45.000 cho một lọ này thôi. Bếp, gian bếp nhà mình sẽ sạch bóng luôn trên các cái bề mặt nhá. Đó. Các bác cứ xịt lên cho em, sau đó thì mình để từ 3 đến 5 phút, sau đó thì mình trà rửa nó đi. Đấy. Giá thì chỉ có 45.000 thôi. Lên cho em là xịt bếp nhá, lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45k cho con bình xịt bếp này. Đó, 45k cho con bình xịt bếp này các bác nhá. Hàng siêu chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Lên cho em là xịt bếp, giá chỉ có 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con bơm 2T nhá, bơm 2T, hàng của nội địa Nhật này, hàng của thương hiệu Santalay, made in Japan cho anh em nhá. Đó, hàng siêu chất và giá cực tốt cho anh em luôn. Đây, đấy. Hàng của thương hiệu Santalay, made in Japan cho anh em này. Một con bơm 2T như này rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Santalay, made in Japan các nhá. Đấy, một con bơm 2T như này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị nhá. Giá của nó sẽ là một con bơm 2T như này nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 cho con bơm 2T như này. Con này rất khỏe luôn. Đồng hồ báo số đo chính xác nhá. Đồng hồ báo số đo chính xác luôn. Đó. Thì các bác có thể là bơm được xe máy, bơm ô tô thoải mái. Thân bơm là khung xương là bằng thép nhá, sơn tĩnh điện này, bằng thép sơn tĩnh điện này. Hàng của thương hiệu Santalay đây. Santalay Japan các bác này. Đó đây. Đây, Santalay đây. Đấy, made in Japan cho anh em nhá. Santalay made in Japan luôn. Hàng chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý cho anh em. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Đấy, bơm 2T. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá là 260.000. Đợt này hàng về cho các bác giá tốt luôn. Giá chỉ còn có là 260k, về cho bác còn 250k cho một con bơm như này. 250k và bao ship cho bác luôn nhá. 250.000 cho một con bơm và bao ship cho bác luôn nhá. Đấy. Hàng chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ báo chính xác nhá. Đây. Bơm dẫn chân 2T này, xi lanh piston bằng inox này, cực kỳ sáng bóng đẹp và khỏe khoắn luôn. Đấy, lò xo là chiếc đẩy cực khỏe này. Nói chung là con này thì chấm hết rồi. Đấy, hàng của Nhật mà. Đấy, rất chất lượng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con bơm như này là giá là 250k nhá. Đấy, lên theo là bơm 2T, giá của nó sẽ là 250.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ấm pha trà nhá. Lô này hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá siêu tốt luôn. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Đấy. Giá cũ bao nhiêu nhỉ? Ấm pha trà nhá, giá cũ của nó sẽ là 145k. Giá mới về cho các bác giá chỉ có là 130k cho con ấm pha trà này thôi. 130k cho con ấm pha trà này các bác nhá. Đó. Giá đợt này là cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. 130k. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Giá chỉ còn 130.000 thôi. 130.000 cho con ấm pha trà này. Đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bác nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Đấy, hàng màu thì là màu đen rất là đẹp luôn. Đây. Màu đen rất là đẹp như này. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Móc dán tường đây này. Này. Móc dán tường rồi lọc rác này. Đây, rất chất lượng cho bác nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Đây các bác này, nó rất chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện cho anh em luôn. Đây, có cả ở trong này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là inox 316 nhá. Đấy, inox 316 này. Đấy, inox 316. Đây,
Hàng rất chất lượng các bác luôn, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít các bác này. Đấy, dung tích 1 lít cho các bác luôn. Inox 316 các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác cả một cái lưới lọc như này. Lưới lọc cũng su 316 rất là dày luôn. Để các bác có thể là cho trà, cho cà phê vào đây để mình pha này. Sau đó thì mình đậy nắp lại này. Đậy nắp lại xoay vòng này. Đó, ok chưa? Đây. Đấy. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá ấm pha trà nhá. Bên shop đang gửi tới các bác một con ấm pha trà như này, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Giá cũ là 145.000. Đấy, hôm nay hàng về giá tốt cho anh em luôn, 130.000 cho con ấm pha trà như này. Đây. Đấy, rất chất lượng rồi. Đó, rất chất lượng và giá cũng rất là tốt cho anh em luôn. Đây. Giá rất tốt cho anh em luôn nhá. Đó, một con ấm pha trà như này. Đây. Inox 316 này. Đó. Inox 316 này. Đó, rất chất lượng cho anh em luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng cho anh em nhé. Ở bên dưới thì có lớp lót như này để anh em để trên bàn nó chống trơn trượt nhé. Đấy, con này thì giữ nóng giữ lạnh cho anh em luôn nhá. Đấy, con này là giữ nóng giữ lạnh cho anh em luôn. Đó, ấm pha trà 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái lô băng dính điện các nhá. Đó, lên đã giúp cho em, à xin lỗi các bác, là keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cuộn keo dán tôn như này. Giá của nó sẽ là một cuộn keo dán tôn như này, giá của nó sẽ là 45k nhé. Đấy, 45k cho một cuộn keo dán tôn như này. Đó. Lên cho em là keo 10 nhá. Đấy, lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10 này. Giá của nó sẽ là 45k. Đấy, 45k. Đấy, hôm nay thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi các bác nhá. 40k cho một cuộn keo 10 như này. Đó, bán cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn để các bác sử dụng nhá. Đấy, đang chuẩn bị vào mùa mưa rồi các bác nhá. Mùa mưa mùa bão rồi. Đó. Và một cuộn này của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 3 đến 5 mét nhá, từ 3 đến 5 mét. Và cái chiều bản này của nó là 10 sen và nó chịu được nhiệt độ là từ âm 40 độ đến 700 độ nhá. Đấy. Từ âm 40 độ đến 700 độ C. Đấy, con này các bác dùng để dán lên các bề mặt này, tường bị nứt này, mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi, nói chung là tất cả các bề mặt các bác bị thấm rột thì các bác dán lên cho em. Đây sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Dính chống thấm nước này. Đây các bác nhá. Mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, rất ok nhá. Dán trên mọi bề mặt, trên mọi chất liệu, chịu được nhiệt độ cao từ âm 40 độ đến 700 độ C. Tức là đây là cái tấm bạc nano cách nhiệt các bác, bạc nano cách nhiệt, cho nên là khi mà nhiệt độ nó có chiếu vào đây nó không ảnh hưởng gì, thì nó sẽ giữ được cho cái lớp keo này nó sẽ không bị tan chảy nhá. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo được là không bị thấm rột nhá. Giá thì đang bán là 45k, về cho bác giá còn là 40k. Bản của nó sẽ là 10 sen nhá, bản 10 sen. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn keo 10 như này. Rồi, ok.